Nào ta cùng cắt cắt cắt, nào ta cùng sắc sắc sắc, nào ta cùng khuấy cuốn cho đều, ta cất vào tủ lạnh nào. Tặng ngay bộ khuôn làm kem trong mỗi thùng sữa Cun 4 lóc vua đầu bếp nhí. Làm kem Cun từ sữa Cun, thật ngon thật bổ dưỡng, chuẩn vua đầu bếp nhí.